tất cả chúng ta ai cũng chơi được đàn guitar hết. Đừng bỏ qua hai bước này nha. Bước đầu tiên là chỉnh dây đàn, hai là luyện ngón mỗi ngày luôn, 1 2 3 4 nè, mỗi ngày 10 lần, cứ một. Sau đó chúng ta vào thẳng cái bài mình thích luôn, à mình thích, mình nghe nhiều, mình hát được là mình sẽ tập được ha. Điểm chân xuống nè, ba giơ chân lên, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tụi nghe chữ đôi ha. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khu đau. Chú ý những cái từ vô nè. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Ok chưa? Rất chậm luôn. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai. Em là khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Cách quạt cha, ba hợp âm rất là dễ luôn. Nam, AM là thứ ga bù 4, hợp âm la thứ AM, DM rê thứ ni 7, ba hợp âm thôi. Còn những hợp âm nào không cần thiết, chúng ta loại bỏ nó ra. Chắc bùm bùm chắc đập chắc bùm chắc bùm bùm chắc đập chắc. 4 nhịp chân rồi chúng ta chuyển hợp âm nhé. Chiều nay gió đông là vô nè. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng. Tình sâu lạnh buông đêm trường. Cùng chắc đập chắc. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Tập quạt điều cha 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 bằng bích hay là bàn tay đều theo một khẩu quyết. Và chúng ta để một hợp âm son trưởng để chúng tập trước, quen với cái nhịp thì chúng ta tập chậm. Chách là đá lên, chách bùm 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 là bay lên trên. Rồi chách đập chặt xuống nè, chặt bằng cái má nè, tay phím xuống chách. Rồi khẩu quyết lại. Sau khi chúng ta quen rồi, bắt đầu chúng ta ráp vô cái bài này với ba hợp âm. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Chắc cùng chắc. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Lúc mà chúng ta vào điệp khúc, rồi lúc mà chúng ta hát cao trào á, hát cảm xúc á, rồi chúng ta quạt thì nó hát rất là sướng nha. Rồi xuống mạnh nè, điều dây, điều dây xuống, xuống lên đập chắc chắc chắc. Thì cái chắc mình đá nhẹ 3 giây lên nè, bùng là mình đá nhẹ 3 giây trên, 3 giây bass, chắc là đá nhẹ 3 giây chép. Xuống, xuống lên đập chắc chắc chắc. Em gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời. Nơi đây bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Có một bài hát điệu disco rất là hay mà ai tập cũng được, rất vui nhộn luôn. Bài hát này mang tên Tàu Về Quê Hương, giọng nam AM là thứ cabo 4, giọng nữ thì Thảo cabo ra đánh trên này, thuận tiện cho cả hai giọng luôn. Và các bạn mới tập chơi thì chúng ta không có hợp âm pha chặn ở trong bài hát này, nên là những hợp âm cơ bản là chúng ta chuyển được hết. Rồi điệu disco khá là dễ và chúng ta cứ ngồi tập cho nó quen cái nhịp cái đã. Nó đều cái nhịp, đều tay mình xuống nè, 6 giây đã lên nhẹ, chặt vào lên. Cứ như vậy chúng ta tập. Yo, anh ơi đô thành ở đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn, chẳng bao giờ buồn. Anh ơi đô thành, anh ơi đô thành, anh ơi đô thành. Sống không quên. Cứ như vậy chúng ta tập hết bài nha. Tập ngay thôi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Anh em
Mới tập chơi á, hãy ráng tập cái điệu disco xuống, lên, chậm, lên. Rất là sôi động và nó giúp chúng ta đàn tiệc tùng cho bạn bè mình hát rất là thú vị. Mẹ Việt Nam mắt người sáng qua. Áp dụng cái điệu disco vào bài hát của mình tên là Chỉ Riêng Mình Ta, giọng La Thứ. Tập mới tập thì chuyển đến học âm nó chưa nhanh nên là bỏ luôn học âm và chuẩn ở cái bài này. Xuống nè, lên, chậm, lên, cứ đều đều về nhịp nè. Mỗi sáng thức giấc bóng hãy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường, ngày em rời xa ôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn kém. Chúng phố bóng thấy mong thoáng dáng ai vừa qua. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập một cái điệu mà các bạn tập rồi sẽ ra ngoài làm mưa làm gió. Và tôi cũng yêu em một giọng nam đô trưởng, thì các bạn phải chuyển được những khúc âm tay trái. Xong rồi chúng ta mới nói tập cái điệu nha. Và cái điệu disco rất là dễ, nhịp 2-4. Xuống, nhịp chân xuống nè. Đá nhẹ lên 3 giây nè. Chặt vào, lên. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thần, và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Xuống đây gặp lên, bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phosphor nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phosphor để giúp chúng ta êm tay bấm nó lướt hơn. Đây, lớp phosphor này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì khi mà chúng ta size dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn. Thực sự, và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này. Ok, và mua 2 bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và 2 cái bích đó. Rồi tặng thêm cái tai quay nữa, tai quay này để tháo cái chốt dây nữa nè. Rồi, tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.